Nguyễn Gia Bảo làm xong chưa? Thầy ơi, nó bảo của em là bị lỗi tình trạng gì ạ? Em xe ra được không ạ? Xe đi. Ở dưới nó là lỗi gì đấy? Với cả đoạn code này em viết được chưa? Sao em lại viết hàm cái hàm bên của em đâu? Nhất là em vẫn phải viết hàm bên chứ. Thứ hai nữa là tôi không hiểu tại sao em lại khai báo xuống ngẫu nhiên như kiểu như hàm xuống ngẫu nhiên như kia, xong rồi double là nào tôi không hiểu. Em phải viết hàm main, còn cái việc sinh số ngẫu nhiên thì có thể viết thành một hàm hoặc là viết công thức cũng được, tùy em. Đang là 12 đúng không? Sau đó dùng một vòng for để sinh. Các bạn khác đâu rồi? Phạm Trọng Nghĩa mà em viết như này tất nhiên là nó sẽ ra kết quả như vậy rồi. Vì sao? Vì là cái hàm sram ấy, cái hàm sram là mình gọi một lần thôi, mình gọi lần đầu tiên ở theo như là trên slide thầy nói ấy. Các bạn phải xem cái slide đây để tôi share. Đây cái hàm sran của chúng ta, mình khởi tạo nhân số ngẫu nhiên là mình chỉ khởi tạo một lần thôi, chứ không phải là mình cứ mỗi một lần gọi số ngẫu nhiên mình lại phải khởi tạo. Sau khi khởi tạo xong thì mình dùng hàm ran để sinh số ngẫu nhiên. Mọi người có khi là chép lại cái slide này tôi thấy khá quan trọng. Bạn nào cần thầy hỗ trợ nữa không nhỉ?
Rồi nếu không thì tôi tiếp tục sang đến phần số 4. Còn các bạn có thời gian để mà làm bài. Còn tuần sau chắc chúng ta vẫn học online thì thầy sẽ chữa bài cho mấy cái bài này. Tôi sẽ tiếp tục cái phần 4 này là phạm vi của biến và phạm vi của hàm. Phần 4 này thì nó sẽ đề cập đến một số khái niệm, làm rõ một số khái niệm về phạm vi rất là thú vị. Tôi sẽ viết một vài ví dụ để các bạn xem. Đầu tiên thì biến là gì các bạn biết rồi đúng không? Và biến được dùng như thế nào? Thì mình có một cái quy tắc rất là cơ bản. Đấy là một biến phải được khai báo rồi mới được dùng. Đúng không ạ? Cho nên là biến chỉ có thể được truy cập sau khi chúng ta đã khai báo thôi. Quy tắc này nó là quy tắc rất là cơ bản ngay từ đầu buổi đó. Nhưng mà ngoài ra nó còn có vài quy tắc khác nữa các bạn cần chú ý. Ở trong C cộng cộng hoặc là C ấy, thì là biến được khai báo bên trong khối nào thì chỉ được truy cập bên trong khối đó và những khối con của nó. Một khối tức là nằm giữa cặp ngoặc nhọn. Thì một biến nữa được khai báo vào trong khối đó thì chỉ được dùng trong khối đó và là trong khối con thôi. Cái này nó hơi khác biệt giữa C và C cộng nhé. Thực ra ở trong C ấy, thì các bạn khai báo một biến rồi sau đó các bạn có thể dùng được nó lung tung, và các bạn nó không có khái niệm là khai báo biến bên trong một khối đâu. Đấy, nhưng mà C cộng thì khai báo khá là thoải mái. Biến khai báo ngoài cùng không nằm trong bất kỳ cặp ngoặc nào thì người ta gọi là biến toàn cùng, là global variable. Lát nữa mình sẽ nói về biến này. Còn biến nằm một trong hàm hay là trong khối thì người ta gọi là biến cục bộ, local variable. Một biến mà là tham số của hàm thì được sử dụng trong hàm. Biến này thì tuy nó không nằm trong cặp ngoặc nhưng mà chúng ta vẫn có thể sử dụng trong hàm đấy. Đấy quy tắc. Bây giờ ta nói đến cái biến global này một tí. Biến global tức là cái biến khai báo ngoài cùng này này, không nằm trong bất kỳ cặp ngoặc nào này. Thì nó có thể truy cập từ bất kỳ đâu trong chương trình. Tất nhiên là nó phải được khai báo rồi thì chúng ta mới được truy cập, nhưng mà có thể truy cập vào chương trình. Các bạn nhớ chú ý là một điều đó này nhé, một chương trình C C cộng ấy không nhất thiết là phải nằm ở trong cái file hiện tại các bạn viết đâu, nó có thể nằm ở trong một file khác. Cho nên là nó xảy ra cái tình huống là các bạn khai báo một biến và một người viết ở trong file khác có thể truy cập vào biến đấy. Đấy, đấy là biến global. Khi mà chúng ta muốn truy cập một biến ở trong file khác thì ta dùng từ khóa extend để báo cho trình duyệt biết là tôi sẽ dùng cái biến này, nhưng biến này thì nó nằm ở đâu đó ở một chỗ khác. Và bởi vì có thể truy cập được chéo lẫn nhau như vậy nên các bạn rất cẩn thận khi mà sử dụng, không thì rất là phiền. Chúng ta xem thử một cái đoạn là code chẳng hạn như này, như này. Bây giờ tôi khai báo ở đây là int abc bằng 1 triệu. Thì cái biến này các bạn thấy là nó không nằm ở trong cái cặp ngoặc nhọn này, nó không nằm trong cặp ngoặc nhọn này. Cái biến này nó là biến toàn cục. Thế thì cái biến này ấy, nó chúng ta ở đây chúng ta truy cập vào nó cũng được, ở đây chúng ta truy cập vào nó cũng được, đâu truy cập cũng được. Không những thế thì ở một file khác mà nằm cùng chương trình này cũng có thể truy cập được. Chẳng hạn như bây giờ tôi ở đây tôi khai báo include ví dụ như là tx nam chấm cpp, thì cái file tx nam chấm cpp này nó sẽ là một file nằm trên cùng cái thư mục với cả cái file hiện tại, và cái người viết cái file tx nam chấm cpp này có thể truy cập vào biến abc này. Thì khi đó cái file tx nam abc chấm chấm cpp người ta sẽ khai báo biến là extend int abc. Cái phần này là viết trong file tx nam
CVP. Chứ không phải là viết trong file này. Khi mà viết như này ấy, thì ngụ ý báo cho cái trình dịch biết rằng là cái biến ABC này là biến toàn cục và nó nằm ở đâu đó, extend tức là bên ngoài, nó nằm ở đâu đó phía ngoài chứ không phải nằm ở trong file này. Nhưng mà tôi vẫn truy cập biến ở trong file này, biến này, và tôi dùng vô tư. Đấy là biến toàn cục. Chính vì thế nên các bạn phải rất cẩn thận khi sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì là một người người ta lỡ tay, người ta có thể sửa cái biến này. Chẳng hạn như bây giờ trong cái file người ta có, giả sử như bây giờ tôi dùng một cái biến ở biến ABCD đi, ở trong cái file khác. Bây giờ tôi viết là ABC chấm bằng 500, là tôi muốn dùng cái biến ABC này, nhưng vì lỡ tay tôi bấm thêm nút D, bấm thêm ABCD nữa, thì nó lại thành cái biến này và nó sửa cái biến này ở trong file khác. Thế quả là nó sẽ gây những cái lỗi, bởi vì chúng ta tự nhiên sửa một biến mà chúng ta không liên quan gì cả. Đấy là cái tình huống mà người ta rất cẩn thận, và nó là một trong tình huống gây lỗi rất nhiều trong lập trình khi mà chúng ta viết một cái chương trình mà nó có nhiều file. Một cái điểm nữa các bạn cần chú ý, đấy là từ khóa static. Từ khóa static này là từ khóa rất là đặc biệt, bởi vì nó có thể dùng cho cả biến, cả hàm, và biến cả biến cục bộ lẫn biến biến local. Thì cái từ khóa static này nó như nào? Nếu mà các bạn mà khai báo là static với hàm ấy, ví dụ bây giờ tôi viết hàm change này, thì cái người ở trong cái file, ở trong cái chương trình khác, người ta cũng có thể dùng cái hàm change này bằng cách là người ta khai báo extend void change. Tức là gì? Đây là hàm change, nhưng mà hàm này là hàm extend. Hàm extend tức là hàm được nằm ở một cái file khác, và người ta vẫn dùng được một cách bình thường. Thế nhưng mà ví dụ nếu tôi muốn ngăn cách cho người ta dùng, thì tôi thêm chữ static vào đây. Cái từ khóa static này nó có nghĩa là gì? Là cái hàm này là cái hàm mà chỉ được dùng trong file này thôi, nhưng không, file khác là chịu, cũng không được phép dùng. Đấy, thì người ta gọi là hàm static, hàm tĩnh. Nhắc lại nhé, khi mà chúng ta dùng từ khóa static với một cái hàm, thì hàm này chỉ được dùng trong phạm vi của file hiện tại, không được dùng ra bên ngoài. Đấy gọi là hàm static. Đây trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là dùng với biến toàn cục. Ví dụ như biến ABC này tôi khai báo là biến static. Khi tôi khai báo static như này thì nó vẫn là biến toàn cục, nhưng chỉ được dùng trong nội, trong phạm vi của file này, không được ra ngoài, ở bên ngoài không truy cập vào được. À, tức là cái từ khóa static là nó ràng buộc là một cái tài nguyên chỉ được dùng trong phạm vi của cái file hiện tại. Đấy là từ khóa static khi mà chúng ta dùng với hàm và với biến. Static cũng dùng được với biến cục bộ, riêng trường hợp dùng biến cục bộ này thì hơi bị độc đáo, cho nên các bạn chú ý. Một cái biến static cục bộ như sau. Giả sử tôi có hàm void này. Ở đây tôi có một biến static int xy bằng 0. Đấy. Thế thì cái biến static này nó bình thường nhé, nếu mà mình mà không có từ khóa static này thì biến x này nó là biến cục bộ của hàm, không có gì để bàn cả, bởi vì là nó là một biến bình thường thôi, và tôi chỉ dùng được ở trong phạm vi của hàm này thôi. Nhưng mà và mỗi một lần mà ta gọi cái hàm này thì biến x này nó sẽ được gắn bằng không rồi nó chạy, đúng không? Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi gọi hàm trên chỗ này, hàm trên thì 3 lần. Ở đây tôi tìm ra chạy thử. Tất nhiên là chúng ta thấy 3 lần thông báo x bằng 0. Bởi vì sao? Bởi vì là tôi gọi hàm này 3 lần, và hàm này thì lúc nào nó cũng khởi tạo x bằng 0 và nó in ra, thì tất nhiên là ta được 3 số 0 này.
Nhưng bây giờ tôi thêm thêm từ khóa static vào đây, các bạn sẽ thấy nó hơi khác. Ở đây bây giờ ví dụ x bằng 0, xong tôi tăng x lên 1 đi. Tôi chạy thử. Là 3 số x bằng 1 đúng không? Bây giờ thêm từ khóa static vào đây. Cái từ khóa static này nói điều gì? Từ khóa static này nó nói lên điều là biến x này này, nó là biến tĩnh. Biến tĩnh tức là gì? Tức là nó sẽ được khởi tạo lần đầu tiên là bằng 0. Sau đó thì khi mà vào hàm này thì nó không khởi tạo nữa và cái giá trị cũ của nó vẫn dùng. Nếu mà chúng ta thay đổi giá trị x thì khi thoát khỏi hàm, lần sau quay lại nó được dùng lại cái giá trị đấy. Tôi nhắc lại nhé, biến static có nghĩa là gì? Có nghĩa là biến này khi chúng ta thoát ra khỏi hàm, nó không hủy cái biến này, nó vẫn giữ lại biến cũ. Hệ quả là những cái gì mà chúng ta thay đổi ở trên biến này nó vẫn lại giữ nguyên. Chúng ta chạy thử này, các bạn sẽ thấy là x nó tăng dần. Vì sao như vậy? Bởi vì khi chạy lần đầu tiên x bằng 0, à khi chạy chương trình x bằng 0, sau đó ta gọi hàm trên, hàm trên nó chạy vào đây, nó sẽ tăng x lên thành 1, y là 1. Sau đó nó chạy hàm trên thứ hai, khi mà thoát khỏi cái hàm trên thứ nhất ấy, thì biến x của tôi vẫn là 1, nó không thay đổi, nó không thay đổi. Sau đó tôi gọi hàm trên thứ hai ấy, thì lúc này biến x nó đang từ 1 tăng tiếp lên thành 2, y là bằng 2, và thoát ra thì cái biến x này là static, nó không thay đổi, cho nên nó vẫn đang bằng 2. Tôi gọi tiếp một lần nữa, gọi một lần nữa thì biến này nhảy vào đây, nó đang từ 2 tăng lên thành 3, in ra 3 và nó thoát ra. Đấy. Như vậy cái biến static mà được khai báo ở bên trong cái hàm thì nó khá đặc biệt. Đấy là gì? Đấy là nó khởi tạo một lần, nó khởi tạo một lần bằng 0. Bình thường nhá, mình không có biến, không có giữ static ấy, thì khi mà tôi chạy cái hàm này lần nào thì nó đều khởi tạo lần đấy bằng 0 hết. Nhưng mà khi mà tôi có cái biến static này thì nó khởi tạo lần đầu thôi, một lần đầu tiên bằng 0 thôi. Còn từ sau giờ đi thì nó sống trong vòng đời của chương trình, không bị hủy với hàm, tức là hàm có thể bị xóa nhưng mà cái biến này nó vẫn tồn tại. Lần sau tôi gọi hàm này thì biến này nó lại dùng lại cái kết quả còn tồn lại từ lần trước. Đó. Hàm lần sau sử dụng giá trị còn tồn tại lại từ lần trước. Cho nên là cái biến static này nó rất là vui, tức là nó tồn tại xuyên qua cái vòng đời của hàm. Một hàm có thể chết nhưng biến static không chết. Thế đấy là biến dạng static. Biến này áp dụng vào việc gì? Nó có rất nhiều các cái áp dụng. Thì sau này chẳng hạn đơn giản nhất là các bạn có thể dùng để đếm số lần một cái hàm được gọi, đúng không? Thế sau này các bạn học lên đối tượng rồi học một số các cái nữa, các bạn sẽ thấy sự lợi hại của cái biến static này. Trước thì may là chúng ta chỉ có những đấy thôi. Buổi sau thì chúng ta sẽ nói nốt về phần khác của hàm. Bài tập của buổi hôm nay thì thực ra chỉ là một tôi đã chữa rồi, và 2 và 3 thì tôi nghĩ là nó khá đơn giản. Mình yêu cầu là các bạn nên làm, ai cũng làm được. Chỉ là buổi sau có thể tôi sẽ gửi yêu cầu các bạn gửi bài tập, các bạn phải làm. Các bạn nào có ý kiến thắc mắc gì hỏi Hà về việc của hôm nay không ạ? À, không ạ. Tôi xem qua vừa nãy được một số bạn share bài làm thì tôi thấy là các bạn hiểu chưa rõ lắm. Thì tôi nhắc lại một chút về cái sinh ra đo, bởi vì sinh ra đo nó rất quan trọng, đặc biệt đối với những bạn nào mà sau này thích làm cái game hay là làm gì mà nó bất ngờ ấy. Đấy, chúng ta thấy là cũng trò chơi xếp hình chẳng hạn,
là mỗi một lần nó sinh ra một cái khác nhau nó mới vui. Nhưng nếu mà trò chơi xếp hình mà ông sinh nào ra đúng như nhau thì chả còn là trò xếp hình nữa. Thế rồi nhiều trò chơi khác đúng không? Mấy cái trò mà bắn súng hay là gì đấy mà đối thủ nó bắn theo đúng một cách thì rất chán. Nhưng mà nếu mà nó có cái trí tí hoặc là ngẫu nhiên vào đấy thì bao giờ cũng phấn khích hơn rất nhiều. Thành ra là cái chính chuyện mà tạo ngẫu nhiên là một vấn đề rất quan trọng ở trong lập trình. Tạo ngẫu nhiên nó gồm hai bước. Bước thứ nhất là mình phải khởi tạo grand sheet và bằng cái cách mà dùng hàm sram mà tôi đã nói từ trước. Bây giờ tôi chưa muốn chữa vì buổi sau tôi sẽ nói chi tiết về lời giải. Thì hy vọng các bạn về các bạn làm có cái lời giải cho mình, đúng không? Trước khi mà kết thúc thì tôi muốn chạy thử cái pool để các bạn lấy tiền phản hồi. Chị nữa chắc đang ngủ à? Có bạn hỏi tôi là thầy góp bài lên blog không, tôi sẽ up vào cuối tối nay hoặc là sáng mai, bởi vì là sáng nay là tôi hơi bận, thế là cuối cùng tôi chưa kịp up bài lên. Thì bài là cái slide này là dành cho cả cả buổi nay buổi sau nữa, các bạn yên tâm là tôi sẽ cung cấp bài đầy đủ để các bạn vào xem. Mấy đồng chí nữa chưa trả lời, chắc là đang ngủ à hay là đang nào đây? Người về nhớ làm bài của tôi nhé. Ngay lúc chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Vâng, em thầy. Vâng, em chào thầy. Em Em chào chào thầy. thầy Em ạ. chào Ừ. thầy. Thầy ạ.